Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa của ngày 28 tháng 7 năm 2021. Và như tiêu đề thì tôi muốn chia sẻ với các bác một cái bình luận của nhà báo Ngô Nguyệt Hữu. Nhà báo Ngô Nguyệt Hữu trong một cái dòng status rất ngắn của mình đã nói lên một cái thực trạng mà tôi cũng đã chia sẻ trong khoảng vài ngày gần đây. Đó là liên quan tới cái thuốc gọi rằng là cũng chẳng phải là thuốc, bởi vì nó có phải là thuốc đâu. Thế nhưng mà được Bộ Y tế phê duyệt vào cái công văn vào ngày 24, công văn 5499 vào ngày 24 tháng 7 và sau đó đến ngày 26 tháng 7 thì đã buộc phải rút lại cái công văn này. Công văn này có 12 cái loại thuốc, 12 cái loại gọi rằng là cũng chẳng phải thuốc. Tôi không biết như thế nào, thực phẩm chức năng hay là cái gì đó bổ sung hỗ trợ thôi, chứ chẳng phải là cái gì cả. Nhưng mà gây bức xúc, ví dụ như là hoạt huyết nhất nhất hay là sản phẩm COVID của công ty Sao Thái Dương. Thế thì nhân cái sự việc vừa rồi ở thành phố ở phía Nam Biên Hòa, Đồng Nai thì đã cách chức một người rồi. Thì nhà báo Ngô Nguyệt Hữu đã có một cái dòng status rất ngắn thế này. Các bác có thể nhìn kỹ. Nhà báo Ngô Nguyệt Hữu đã nói như sau. Bây giờ dịch bệnh đang căng, người nào chưa làm tốt thì phải thay người khác thôi. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì trích từ báo Thanh Niên khi mà giải thích về cái việc của mình, về cái việc mà sa thải và cái việc mà đình chỉ cái gì đó một lãnh đạo phường đấy. Và nhà báo Ngô Nguyệt Hữu nói tiếp như sau. Mong quan nhân trung ương lẫn địa phương cùng có cái chủ trương này, và việc cần làm ngay là cách chức ông Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền Bộ Y tế, vì loan tin bậy bạ giúp đỡ doanh nghiệp nâng giá sản phẩm đông y trong đại dịch. Đó. Cái sự việc mà liên quan đến COVID tăng từ 100, bình thường bán 100 đến 250.000 thì tự dưng tăng một phát lên thành 1 triệu. Đó. Kinh khủng khiếp, chỉ trong vòng có 5 ngày ngắn ngủi. Và ông Nguyễn Thế Thịnh là Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền của Bộ Y tế, có phải chăng thì là người chịu trách nhiệm thế này theo như nhà báo Ngô Nguyệt Hữu? Thế thì chúng ta từ qua một bên là nhà báo Nguyễn Tiến Tường để chúng ta xem rằng là tình hình là như thế nào nhé. Nhà báo Nguyễn Tiến Tường thì trực diện hơn thì nói thế này. Ông Nguyễn Thế Thịnh là đương kim Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền, lại là người đứng đầu danh sách chuyên gia tư vấn đưa 12 loại thuốc vào cái danh mục hỗ trợ điều trị COVID. Khi mà cái chuyện này lộ ra là bể chuyện thì ông tỉnh dụi như sau. Chưa có công trình nghiên cứu nào cả, các hãng tài trợ cho nên chúng tôi đưa vào. Đó. May mà ông chưa có rocket 1 giờ của Sao Thái Hương vào, chứ không thì bệnh nhân COVID còn uống thêm rocket thì tẩu hỏa nhập ma, vô phương cứu chữa. Hoạt huyết nhất nhất chuyên não, ông đưa vào danh mục hỗ trợ bệnh hô hấp. Nay hạng nhất nhất có ế thì nên tặng ngược lại ông để cho ông dùng càng nhiều càng tốt, gọi rằng là uống gì thì bổ nấy. Nếu có sẵn lại hoạt huyết nhân cách, hoạt huyết nhân cách thì xin ship cho ông Thịnh vài tấn để dùng lấy thảo, tường tôi xin bao việc này. Đây là một status rất tỉa, khịa, rất khịa, chúng ta hay gọi là rất khịa, của nhà báo Nguyễn Tiến Tường khi nói về ông Thịnh, ông Nguyễn Thế Thịnh. Thật sự báo cáo với các bác rằng là chúng ta thấy rằng cái thị trường bát nháo, đặc biệt liên quan tới các sản phẩm về y dược cổ truyền, chúng ta thấy ở trên mạng nhăn nhản ra đa phần thì cũng chỉ là những cái thuốc bổ thôi, nhưng mà họ quảng cáo sai sự thật, họ lôi rất nhiều văn nghệ sĩ vào quảng cáo. Các bác có thể thấy rằng là vừa rồi đấy, chúng ta cũng nói rất nhiều về các văn nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật, thì chủ yếu là các thực phẩm chức năng, chủ yếu là các loại thuốc kiểu như thế này. Đây là một con bài tẩy để mà vừa đúng luật nhưng mà lại vừa nâng cái doanh số của các công ty mà chúng ta gọi là gian thương lên rất là nhiều. Các bác thử nhẩm xem, bình thường chỉ có khoảng là theo báo chí thì là 100 cho đến 250.000 đồng một bộ đúng không? Một hộp đúng không? Thì một hộp như thế. Nhưng sau đó thì đã tăng giá lên 1 triệu đồng một hộp. Thì chúng ta cứ thấy trung bình là 200.000 đi. Lúc trước đó thì tăng giá lên gấp 5 lần.
lợi dụng mọi người đang ở trong cái cơn gọi rằng là trong cái nỗi sợ, trong một cái gì đấy nó mang tính hoảng loạn về dịch bệnh, khi mà cái số lượng người nhiễm Covid ngày càng tăng, thì đó là một cái hành vi cực kỳ trục lợi mà tôi gọi là táng tận lương tâm của các công ty. Nhưng các công ty đó đâu phải là họ tự làm được đâu, họ tự làm được đâu, họ đâu có phải Bộ Y tế, nhưng họ lợi dụng đó, họ lợi dụng một số người, ai đó tôi không biết, có thể rằng nhà báo Ngô Nguyệt Hữu này nói là người này phải chịu trách nhiệm người đứng đầu, hay rằng nhà báo Nguyễn Tiến Tường này nói, đúng không? Tôi chỉ trích dẫn lại hai cái nhà báo này để nói rằng là phải có ai đó chịu trách nhiệm về việc này chứ. Nhân đây á, thì cũng xin chia sẻ với các bác thế này, vaccine thì chúng ta phải qua đầy đủ các quy định để mà làm, vaccine mãi vẫn phải thử nghiệm chưa xong, vẫn chưa xong để mà rất nhiều rào cản ràng buộc để mà có thể mang ra để mà tiêm cho mọi người là Nanocovax để chẳng hạn, rất khó khăn, cực kỳ khó khăn mà chưa thấy tháo gỡ cái gì về lĩnh vực này. Trong khi đó không cần phải thử nghiệm, không cần phải gì cả, mà người ta đã đưa cái này ra để vào danh mục hỗ trợ để mà điều trị COVID-19, thì chúng ta thử hỏi rằng là tại sao lại có một cái sự như thế, trong khi một bên phải thử nghiệm rất kinh khủng, tốn rất nhiều tiền, thì một bên lại chẳng cần cái gì cả, và chỉ giáo hoành với câu người ta tài trợ thì chúng tôi đưa vào, hết, chấm hết. Một câu trả lời vô cùng vô cảm, một câu trả lời phải nói rằng là hụt hẫng, mà cũng không biết bình luận thế nào với một cái câu trả lời như thế này. Hoạt huyết hay là nhất nhất hay là cái COVID cũng chỉ là một trong những cái trường hợp thôi. Chúng ta thấy rằng thị trường bắt nháo hoàn toàn từ bao nhiêu năm nay rồi, chứ không phải là một người, đúng không ạ? Chứ không chỉ là mới đây. Và rõ ràng với những cái sự việc thế này thì tôi cũng mong muốn rằng là cơ quan điều tra cũng nên vào cuộc để xem là có mối liên hệ lợi ích nhóm nào ở đây hay không. Đây là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bên phía nghe là xem xét cái đề nghị của nhà báo Ngô Nguyệt Hữu về việc cần làm ngay, đó là cách chức luôn. Thì không biết rằng là anh Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế có cách chức ngay cái anh gọi là Nguyễn Thế Thịnh này, đó, Cục trưởng Cục Y dược cổ truyền. Và các bác nào còn nhớ đến những cái sự việc liên quan tới y dược cổ truyền chẳng hạn đấy, là liên quan tới anh Võ Hoàng Yên hay liên quan đến một số cái, thì tôi cũng đã nói rất nhiều ở trong những clip cũ của mình. Bộ Y tế nên có cái câu trả lời chính thức về cái việc mà ông Võ Hoàng Yên như thế nào, tại sao mà trong 14 năm nay ông ấy chữa bệnh mà Bộ Y tế vẫn không có một cái động thái nào cả. Và cái việc mà tham gia các câu lạc bộ y học cổ truyền thì nó như là một cái tấm kim bài nào đó và khoác lên người một cái gọi là lương y, và từ đó là người ta đưa ra những cái bài thuốc không biết rằng là có chữa được hay không đó, nhưng mà người dân người ta tin tưởng vào đó, người ta giao cái sức khỏe, giao cái mạng sống của mình vào những lương y như vậy, thì có chăng là cũng đang thị trường bát nháo. Thì không chỉ là sự việc này mà còn rất nhiều sự việc khác nữa. Tôi cho rằng cái văn bản của Bộ Y tế mang danh là mang số là 5944 là một cái văn bản phải nói rằng là mình miễn bình luận. Hai nhà báo này thì tôi cho rằng là hai nhà báo rất dũng cảm ở trong cái thời điểm hiện nay, và báo cáo với các bác là mình cũng không biết nói gì về cái sự việc này nữa, cho nên là thôi thì tôi cùng với các bác để xem có cái bình luận gì hay ở đây hay không đó. Và ở dưới thì nhà báo Ngô Nguyệt Hữu tiếp tục có một cái comment như thế này đó, để làm dày thêm cái của mình. Nếu như không cách chức ông Thịnh nha, ông Thịnh cục trưởng cục y học của y dược cổ truyền ấy, nếu như không cách chức ông Thịnh, lãnh đạo Bộ Y tế sẽ mất đi tính chính danh khi phát biểu. Không cách chức ông Thịnh thì đó là viết đen theo Bộ trưởng Long đến hết nhiệm kỳ, đó là điều chắc chắn. Đôi điều như vậy để các bác có thể thấy rằng là có những cái chúng ta thử xem rằng là có cái gọi rằng là như lời của Tổng Bí Thư có cái dấu hiệu nào đó hay không, cho nên tôi đã để lại cái lời của Tổng Bí Thư ở đằng sau để các bác cùng bình luận nha. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người.
chúng ta lại lắng nghe lại lời của Tổng Bí Thư và thử quán chiếu lại sang cái ngành dược này, là xem những lời của Tổng Bí Thư có đúng hay không. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Thứ nhất là quan hệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba hậu duệ, thứ tư đến trí tuệ. Mình nói thẳng với nhau đi, các đồng chí nghe cả rồi đấy, lần tránh làm gì. Nó là cái gì? Nghe mà vô cảm, nghe mà không giật mình. Tại sao trong này người ta lại nói rằng là vô cảm trước những cái dân dư luận, những cái đau khổ của dân? Nói đến cái mức là thôi, người ta bây giờ tê liệt cái dây thần kinh xấu hổ rồi. Toàn ngôn ngữ đời thường người ta nói đầy ở ngoài đường, ngoài. Thế mình có suy nghĩ rằng mình là những người cộng sản, học tập làm gương tấm gương đạo đức Bác Hồ. Phong cách thì quan liêu, quan giản. Rất nhiều lần tôi đi cơ sở tôi vẫn nói với anh em cán bộ xã, ra thăm đồng, dân thì trồng nông đang cấy ở bên dưới, mà con lê đi giày có người chê ô chứ. Cái Bác Hồ làm thế, mà cứ hô khẩu hiệu là học tập làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Một cái việc là bảo phải đổi mới phong cách đi, xuống gần với dân đi, cứ nhiệt liệt chào mừng các đồng chí về thăm làm việc. Dân phải biết nghe dân. Người ta không phải nói cái chuyện nó tốn kém ở cái phong cách. Đồng chí tỉnh xuống huyện cũng thế. Hôm nào tôi phải nói một vài đồng chí nhiệt liệt chào mừng đồng chí về để chúc Tết anh em. Có phải không ạ? Cái đó có phải là phong cách không? Học Bác Hồ thì học luôn đi chứ, cơ chế gì, tốn tiền tốn của gì. Mà hiện nay ở dưới tỉnh một số nơi vẫn còn. Tổng Bí Thư khẳng định rõ, việc thực hiện nghị quyết là không có tính nhiệm kỳ và phải được xác định rõ lộ trình thực hiện. Bàn về cách làm, Tổng Bí Thư kêu gọi mỗi người, mỗi cán bộ, đảng viên ở từng cương vị, chức trách của mình hãy tự giác kiểm điểm lại mình, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh để góp phần xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là đảng cách mạng chân chính. Cách làm thứ nhất, không chờ phải mở hội nghị, không chờ cơ chế chính sách, chả chờ hướng dẫn gì. Từng đồng chí bây giờ xem lại mình luôn đi. Đấy cách làm thứ nhất. Chờ gì nữa, cứ mang nhau ra kiểm điểm mới hay à? Nếu qua hội nghị này rồi mai kia các đồng chí quán triệt bên dưới, tất cả đồng tình, từng đồng chí tự kiểm điểm mình luôn. Ở đấy trên những điểm này mình thử soi mình xem, đơn vị mình xem, gia đình mình xem, con cái mình xem, điều chỉnh được ngay thôi, thế là tốt nhất. Kêu gọi lòng tự giác. Còn chờ để đến khi đưa ra rồi lại để xử lý kỷ luật thì thưa các đồng chí đấy là hạ sách. Chờ phải pháp luật xử lý là hạ sách. Pháp luật là tối thượng, nhưng mà nhân văn mới là quan trọng. Pháp trị như phải có đức trị. Người ta Á Đông ra thế. Thế Bác Hồ ngày xưa thì có bao nhiêu luật, mà một tấm gương của Bác thôi, một động tác, một việc làm của Bác thôi, nó có sức mạnh biết bao nhiêu, nó thiêng liêng biết bao nhiêu, có chiều sâu xa biết bao nhiêu, mà người ta vô cùng kính trọng, bền vững. Luật pháp có khi còn đẻ số ra, mai kia còn hậu cái luật pháp còn thù oán nhau còn mãi. Nói là pháp lý nhưng mà phải đạo lý nữa. Cái này luật pháp không cấm tôi được làm, nhưng có cái pháp luật không cấm nhưng mà đạo đức không cho phép làm, đạo lý dân tộc không cho phép làm, thì cái nào thiêng liêng hơn, cái nào sâu xa bền vững hơn, cái nào niềm tin vững chắc hơn. Cho nên tôi vẫn cứ nói đi nói lại, chẳng chờ phải gì cả, ngay bây giờ chúng ta tự điều chỉnh lại mình đi. Có chạy trọt gì không, quả cáp điếu xén với gặp ý gì, có tư túi lợi ích nhóm không, có cục bộ không, có trung thành với đảng, có thật lòng trong sáng không.